vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Anh. Chương trình của chúng tôi thì luôn luôn có hẹn với tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 21 giờ 15 phút ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và một lần nữa, một không gian về an toàn giao thông lại mở ra cho chính tất cả những người chơi. Sẽ có những khách mời đặc biệt của chương trình nè, sẽ có những bạn khán giả đã rất là yêu thương, mến mộ, đã gửi thư và mong muốn đến với chương trình này được tham gia thử thách cùng với chúng tôi. Chương trình Về Nhà Đi Anh sẽ có 4 vòng thi. 3 vòng thi đầu tiên, thứ nhất khởi động, thứ hai hợp sức, thứ ba vượt chướng ngại vật. Trải qua 3 vòng thi này, hai đội chơi cùng nhau quyết đấu. Đội nào có điểm số cao hơn, đội đó sẽ có cơ hội chinh phục vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh với tổng giá trị là 50 triệu đồng. Hai đội chơi đã sẵn sàng để ra sân khấu chinh phục giải thưởng này. Một tràng pháo tay cho hai đội chơi. Nào ra đây. Dễ thương chưa? Đó. Hey. Rất là xinh gái đẹp trai, xinh trai đẹp gái. Đó. Bây giờ mình gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nha. Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn đang xem đài. Mình là Nguyễn Minh Tú, mình là chàng trai đến từ thủ đô Hà Nội. Không cần phải nhấn mạnh chàng trai em, ai cũng biết. Hiện tại mình đang là người mẫu diễn viên tự do. Dạ, cảm ơn em. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Chi Trần, tên thiệt của em tên là Nhật Hạ nhưng mà nghệ danh thì là Chi Trần. Mọi người có thể gọi em là Chi, call me Chi. Hai đứa cười đẹp như nhau nha. 1, 2, 3. Thế với ngày hôm nay đội của chúng ta tên là gì ta? Thích thì đi. Thắc mắc lắm, tại sao thích thì đi? Thích thì đi là có lẽ bởi vì là mình rất thích đi phượt, nhưng mà từ trước đến giờ, từ bé đến giờ luôn, mình chưa bao giờ được đi phượt cả. Nên đấy là một cái ước mơ rất là lớn của mình. Còn em thì em rất là thích đi đây đi đó, cho nên là cứ thích thì là mình đi thôi. Nói chung ngày hôm nay cũng là một cái duyên với nhau đúng không? Biết đâu được sau khi mà lãnh được 50 triệu đồng, tôi nói nếu như nha, nếu như nha, thì hai bạn cùng nắm tay nhau thích thì đi. Ok, rồi bên đây chiếm sóng hơi nhiều. Thôi mình quay trở lại bên này. Đây là một cô gái mà có giọng ca rất là hay mà tôi rất là ngưỡng mộ đây. Cùng với chàng trai trong đội mình nữa giới thiệu nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Về Nhà Đi Anh. Mình tên là Nguyễn Kiều Oanh, hiện tại mình là ca sĩ diễn viên tự do. Và đây là... Mình là Trương Thanh Tùng, hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Mong muốn của mình đến đây chơi là muốn tuyên truyền đến mọi người là chúng ta hãy chấp hành luật giao thông và an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Cảm ơn anh rất nhiều. Trời ơi, anh dùng từ tuyên truyền luôn mọi người nha. Hôm nay là ảnh là thanh niên nghiêm túc nha. Nãy giờ quên giới thiệu tên đội. Dạ đúng rồi. Tên đội của Kiều Anh và Thanh Tùng đó là Chuyến Xe Miền Tây. Đất ơi dễ thương, tại sao? Tại vì Chuyến Xe Miền Tây là ở đây là bạn Kiều Oanh là đến từ Đồng Tháp, còn mình là quê ở Cần Thơ, nên là Cần Thơ và Đồng Tháp là ở miền Tây, nên là cái Chuyến Xe Miền Tây này mong muốn là chở những cái kiến thức, những cái luật an toàn giao thông đến tất cả mọi người dân miền Tây cũng như là tất cả mọi người dân Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Trời ơi, anh này đúng là anh thanh niên nghiêm túc luôn á, thiệt á, tôi khoái anh quá. Vậy là chắc là ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm dằn túi hơi dày ngày hôm nay để có thể đến với chương trình đúng không anh? Thực sự ra đến với chương trình về an toàn giao thông phải hỏi những gì liên quan tới giao thông tí xíu. Ai có bằng lái rồi giơ tay, bằng lái xe gắn máy. 1, 2, 3, 4. Ôi đừng chưa à? Dạ không có gì ngạc nhiên hết, tại vì với cái kiến thức mà chưa có bằng lái xe của em đó thì thật ra là em cũng có người chở hết nên là em chưa thi bằng lái mọi người, nhưng mà xong chương trình này em hứa em sẽ đi thi bằng lái. Nói chung thì đối với chúng ta có bằng lái để lái xe thì tốt, còn không có bằng lái thì mình ngồi đằng sau cũng tốt luôn đúng không? Thế không biết là anh Tùng đi, đã bao giờ mà anh tham gia phương tiện giao thông ở trên đường mà có những cái vấn đề gì nó xảy ra mà mình đã từng mà ghi nhớ cái vấn đề đó tới bây giờ luôn không? Một lần mình có tham gia trên đường, không biết sao mình cứ suy nghĩ cái gì đó, mình đi tới đèn đỏ, mình vượt qua đèn đỏ luôn và thế là công an gọi lại và thế là hôm sau mình phải ra đóng tiền phạt. Rồi mình nhớ tới giờ thì từ lúc đó tới giờ thì mình chấp hành tốt và chưa có bị vấn đề gì hết. Có nghĩa là mình vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ. Đây là vượt đèn đỏ, con em có bị gì chưa? Dạ không bị, nhưng mà em thắc mắc cái câu là không biết mình bị làm sao, mình nghĩ làm sao mà mình vượt đèn đỏ. Lúc đó có thể thất tình, bị bồ bỏ, buồn. Trời em thương cảm. Thương cảm cái gì em cũng vậy chứ gì. Ừ thôi, nói chung là một đội là đúng rồi. Đây, wow. Anh biết luôn là mấy bạn trẻ lái xe cũng hơi ẩu ẩu nha. Em có không? À, em thì ở ngoài Hà Nội thì em có tham gia giao thông thì em có những cái hành động rất chi là nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là tích cực. Ừ. Đó là em dắt cụ bà đi qua đường. Đó, em nghĩ đó là một hành động nhỏ nhưng mà nó lại mang một thông điệp rất là lớn. Em ơi, cái đó là làm những cái hành động tốt trong cuộc sống chứ không liên quan tới giao thông chứ. Ví dụ như mình đang lái xe mà mình thấy một bà lão đang muốn băng qua đường thì mình dừng xe lại sát lề đúng là luật không? Xong rồi mình dắt bà lão qua bên đường, xong mình lại băng qua bên đường này lại, mình leo lên xe tiếp, mình chạy tiếp. Đó mới là cái câu chuyện liên quan tới an toàn giao thông. Lạc đề, một điểm với chỗ bị gói. Sao em hả? Dạ, còn em thì có một cái kỷ niệm mà em muốn chia sẻ với mọi người thế này. Đó là cái lúc mà em đi phượt ở Quảng Bình, đó là chỉ có 2 đứa con gái đi phượt thôi, là em với lại nhỏ bạn thân của em. Thiệt hả? Dạ đúng, cùng 2 đứa cùng đi. Thì đi thì có một cái khúc đường, cái khúc đường đó là lúc đó là mình chưa ra khỏi thành phố, thì háo hức quá đi phượt mà trong đầu chỉ suy nghĩ tới là sắp tới mình sẽ có cảnh này có cảnh kia, rồi quên đi vô làn của xe ô tô, trong khi đó 2 đứa đi xe máy. Thế là đi được một khúc rồi bắt đầu mới biết ra là mình đã đi sai làn. Chưa gặp cảnh sát giao thông thì mới dừng lại bê xe con luôn. Ngay cái khúc đường Phạm Văn Đồng á, là đứa thì bê bánh trước xong bắt đầu bê bánh sau đi qua rồi để đi cho đúng làn. Trời ơi, đó là một cái bài học rất là sâu sắc và xương máu. Nên là có một cái kinh nghiệm chia sẻ với mọi người, đó là khi đi xe thì mọi người hãy tập trung, đừng có suy nghĩ đây suy nghĩ đó để mà đi lộn làn giống như là em và cô bạn của em. Chính xác á, cái này phải nói kinh nghiệm của Hạ, nhưng mà là kinh nghiệm của chính tất cả quý vị khán giả luôn. Bản thân Minh Xù không có dám đi phượt như Hạ đâu, thực sự em là mạnh mẽ cá tính, nhưng mà đã đi phượt rồi thì sẽ ra những cái khu quốc lộ nè, những cái tuyến đường mà nó đôi khi nó có những cái làn đường dành cho xe ô tô mà xe phân khối lớn nữa, mình phải đi làm sao cho nó thận trọng nhất có thể, đúng không ạ? Hai đội chơi ngày hôm nay cũng đã sẵn sàng và bây giờ xin mời 2 đội về vị trí của mình. Vòng 1 khởi động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mọi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Rồi, bây giờ ai biết nhiều biển báo, giơ tay. Không ai dám giơ. Thôi cái gì ra thì mình cứ đón nhận thôi. Gì tới sẽ tới nha. Cứ lựa chọn thành viên đầu tiên ra thi trước đi. Để đội bên đây nam ra lăng trước để cho nữ về vị trí. Thật ra là đi sao nó hồi hộp hơn anh, nhưng mà tôi không sao. Bên đây bạn Tùng thi trước, còn không biết là Minh Tú có muốn thi trước luôn không? Lady first đi, anh tin rồi em. Em sẽ chiến với anh Tùng. Xin mời Kiều Anh cũng như là Minh Tú về vị trí bên này ạ. Bây giờ lượt đầu tiên chúng ta sẽ phải nhấn chuông giành quyền trả lời. Cho mình thử chuông trước nha. Nào Hạ, có chuông. Xin mời Tùng, có chuông. Mọi thứ đã sẵn sàng, biển báo đầu tiên, xin mời, bấm. Chúc mừng Tùng, lượt đầu tiên trả lời. Và đây là biển báo đường hẹp hai bên. Đây là một đáp án rất chính xác, xin mời. 1 điểm đầu tiên dành cho bạn. Biển báo đường bị hẹp cả hai bên. Và đây là cái biển báo báo hiệu có sự nguy hiểm phía trước, để chúng ta có thể làm sao để kiểm soát được cái việc an toàn giao thông của chính bản thân mình. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Lại là Tùng. Đây là biển báo hạn chế chiều dài của xe rơ móc. Chưa chính xác. Như Nguyên trả lời lại cho Nhật Hạ, xin mời. Dạ, theo như em thì đây là cái biển báo cấm xe có chiều dài tối đa là 14 mét với xe móc kéo. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Biển báo hạn chế chiều dài ô tô kéo móc. Các bạn thấy nó cũng có cái móc ở đây để giới hạn lại cái khoảng cách, cái chiều dài đó để an toàn hơn thôi. Tiếp tục, biển báo tiếp theo. Chúc mừng cho Nhật Hạ. Cái xe này đang đi mà bị rớt xuống kia là xong. Chắc là phía trước là vực thẳm. Cảnh báo phía trước là vực thẳm. Đáp án này chính xác. Chúc mừng Nhật Hạ. Và Minh Xù muốn di dời nó về tí xíu ở khu vực thành phố, đó là kè bờ kè. Những khu vực mà có bờ kè thì nó sẽ có, chắc chắn rồi, nó sẽ có cái rào chắn rồi. Nhưng mà sẽ báo hiệu ở khu vực nào mà nó không có rào chắn để mà chúng ta không thẳng tay mình chạy luôn, đúng không? Chúc mừng, một điểm nữa dành cho Nhật Hạ. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Chúc mừng cho Tùng. Đây là biển báo hạn chế khoảng cách giữa hai xe. Biển báo khoảng cách giữa hai xe là 8 m, đúng không ạ? Và đây là một đáp án. Đúng, chúc mừng. Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe là 8 m. Một điểm nữa dành cho Tùng, các bạn cố gắng lên nha. Xin mời. Lại là Tùng rồi. Đây là biển báo cấm dừng xe và đổ xe. Hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Biển báo này chúng ta hay thấy ở trên đường. Biển báo cấm dừng xe và đổ xe. Tiếp tục ạ. Lại là Tùng rồi. Đây cũng là một biển báo cấm đổ xe. Hồi nãy là cấm dừng xe và đổ xe, còn đây là một biển này là cấm đổ xe. Cấm đổ xe thôi. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đây, biển báo cấm đổ xe, ý nghĩa của nó là chúng ta không được quyền dừng lại và đổ xe ở cái khu vực đó luôn. Còn cái biển báo hồi nãy đó là cấm dừng và cấm đổ, thì chúng ta có thể dừng lại ở vị trí đó, nhưng mà tài xế phải ngồi ở trên xe. Đó. Biển báo tiếp theo, xin mời. Xin mời Tùng trả lời. Đây là biển báo phía trước có cầu vượt. Phía trước có cầu vượt. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Biển báo tuyến đường cầu vượt cắt qua. Và Minh Xù nghĩ rằng là có rất là nhiều biển báo nó sẽ tương tự với nhau. Nó sẽ có những cái bức hình nó giống như thế này nè, nhưng mà cái kiểu nó khác nhau thôi, để báo hiệu là cái cầu vượt, cái hình dáng nó như thế nào thôi. Hoàn toàn chính xác, một điểm nữa dành cho Tùng. Hạ ơi, mùa hạ đã tới rồi. Thời của mình tới, sao mình không bấm chuông. Nào, tập trung nha. Bây giờ nè, kỹ để sẵn tay luôn. Biển báo xuất hiện. 3, 2, 1. Chúc mừng Tùng. Đây là biển báo là phía trước là ngõ cụt. Phía trước là ngõ cụt. Đây là một đáp án tương tự với chương trình. Chúc mừng, chính xác. Biển báo đường cụt hoặc là ngõ cụt. Bởi vì thật sự ra mọi người thấy không, cái đoạn đường đây màu trắng là được đi nè, màu đỏ thường là cấm, đúng không? Mà nó cắt ngang ở đây rồi, cho nên là không còn đường để đi nữa. Và với việc trả lời đúng, một điểm nữa dành cho Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ còn 2 biển báo, các bạn cố gắng lên nha. Biển báo tiếp theo, xin mời. Xin mời Tùng trả lời. Đây là biển báo nguy hiểm và có cái dấu đó là nguy hiểm khác. Nguy hiểm khác, đây là một đáp án chính xác, chứ mừng. Bởi vì là không biết là nguy hiểm gì cho nên là để dấu chấm than và báo hiệu có những cái nguy hiểm khác nữa sẽ xảy ra trên tuyến đường này. Biển báo nguy hiểm khác. Hạ có thấy cái biển báo này xuất hiện ở đâu chưa? Dạ có. Ở đâu em? Trên đường quốc lộ, ngay cái khúc mà gần những cái đoạn mà đường mà có gồ ghề hay là có đèo đồ gì đó, tức là khúc đường mà phức tạp á, thì thường sẽ có. Dạ. Phân tích rất là chắc chắn như thế này thì Minh Xù nghĩ rằng các bạn cũng đã tham gia giao thông rất là nhiều, đúng không? Xin mời biển báo cuối cùng. Chuẩn bị bấm nha. Đó. Rồi cái biển này mình không biết nữa. Cái này là được phép đi thẳng hả? Em còn 5 giây để chốt lại đáp án. 5. Đừng nhìn anh. Đừng nhìn Minh Tú, tại mình cũng không biết gì đâu. 3, 2, 1. Hết thời gian, rất tiếc. Mời Tùng. Đây là biển báo hiệu lệnh hết cấm. Ok, Minh Xù nghĩ rằng bạn đã trả lời hợp lý ở đây là hết cấm các lệnh, đúng không ạ? Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo hết tất cả các lệnh cấm. Ví dụ nha, một cái đoạn đường dài đi, ở ngay vị trí này đang có lệnh cấm, nhưng chạy tới một đoạn nữa có cái biển báo này thì báo hiệu những cái lệnh cấm ở cái phần đi trước đã hết hiệu lực. Chúng ta được quyền chạy theo cái lệnh riêng chẳng hạn, hoặc là các bạn đã không còn những cái lệnh gì cả, các bạn cứ chạy thoải mái. Đó, hiểu không? Với 10 biển báo dành cho cặp thi đấu đầu tiên ngày hôm nay. Và tổng số điểm của các bạn mang về như sau. Đội của Nhật Hạ, các bạn có được 2 đáp án đúng, 2 điểm, chúc mừng. Đội của bạn Tùng được 8 điểm ngày hôm nay. Wow, dẫn đầu khá nhiều nha. Nhưng mà lượt chơi thứ 2 chắc chắn thuộc về các bạn. Mời Minh Tú và Kiều Anh đổi vị trí nào. Ráng lên. Rồi, lượt 2 là 2 nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ quyết tâm nhé. Và bây giờ lượt 2 của chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời. mọi người đang thấy hai chiếc xe nó có cái vẻ như nó mâu thuẫn, nó đang đụng nhau, nó hôn nhau, thì có cái dấu chấm than, tức là đây là cái nơi mà thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là một đáp án không thể sai được. Biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Đúng rồi, trên đây nó diễn tả hết tất cả mọi thứ rồi đúng không? Đó, cho nên là chúng ta lưu ý mỗi khi đi vào khu vực này nhá. Rồi, biển báo tiếp theo. Rồi, mời Kiều Anh. Anh ơi. Ơi. Nãy nghe lời đồng đội em cứ bóng thôi. Giờ... Sao vậy? Cái biển báo là hoang mang quá, rõ ràng là thấy có cái cục gì đen đen trước nè. Phân tích liền. Có hai cái hình mũi tên nè, đó. Đây là cục kẹo dẻo. Cục... À, đây còn là cái nĩa. Cái nĩa để em cắn. Đây là cái nĩa, đúng. Để ăn cái cục kẹo dẻo. Cảnh báo hả? Không, cái cảnh báo này em nhớ lỡ không nhầm là giống như là cảnh báo ở phía trước có chướng ngại vật vậy đó, nhưng mà không biết phải không. Em có quyền chốt đáp án. Cảnh báo phía trước có chướng ngại vật. Cảnh báo phía trước có chướng ngại vật, và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Ủa? Đúng nghĩa là nó có một cái chướng ngại vật, thực sự ra đây không phải là cây ba chĩa hay cái nĩa gì đâu. Đây là cái tuyến đường chạy về phía trước, và báo hiệu ở phía trước ở đây là có cái chướng ngại vật sắp sửa xảy ra, cho nên chúng ta sẽ cần phải thận trọng hơn. Tú ơi, em để tay sẵn đấy Tú. Biển báo tiếp theo xin mời. Trời ơi, anh tưởng là anh tưởng là Tú rồi. Trước xương sau thì mới sau, tình nghĩa anh em có chắc bên lâu. Cảnh báo phía trước có đường hầm. Cảnh báo phía trước có đường hầm. Đây là một đáp án chưa chính xác Kiều Anh. Mời Tú trả lời. Hoặc là đây có thể giống như là một cái cổng vòm. Cổng vòm, đúng rồi, gần đúng rồi đó. Cái gì xuất hiện sau khi trời mưa xong nắng lên? Mưa xong nắng lên là sao? Mưa xuống một cái nắng lên. Đây là biển báo gì? Cầu vồng. Chính xác rồi, trời có mừng quá, trời ơi. Biển báo cầu vồng. Ôi, ngưỡng mộ bạn quá à. Trời ơi, tôi mệt quá. Ủa, sự gợi ý khó vậy mà bạn không trả lời được luôn. Cái biển báo này á, đặt ở những cái nơi mà có những cái cầu. Nó báo hiệu cho những cái xe, nó có cái độ vòm của cái cầu đó nó quá cao, để giúp cho những cái người lái xe đó, người ta biết được đó, sắp sửa có cái cầu cao lên giống như cầu vòng vậy đó, để mà mình lái xe cho nó an toàn đó, tuyệt đối nhất có thể. Tú, hãy phân tích như vậy nha, cố gắng lên em. 1 điểm cho Minh Tú. Bé nó vui lắm, mới có 1 điểm mà vui. Dạ, đây là biển báo tiếp theo. Mời Kiều Anh. Theo em nghĩ là cảnh báo các sỏi đá vào đường gồ ghề. Cảnh báo có sỏi đá và đường gồ ghề. Đây là một đáp án chưa chính xác. Em nghĩ là đây là biển báo có vỉa hè nguy hiểm. Chính xác, chúc mừng. Biển báo lề đường nguy hiểm, chúc mừng Minh Tú. Đây là cái biển báo mà sẽ đặt ở những cái khu vực mà nó có những cái lề đường nó không có ổn định. Ví dụ như là có một cái lề đường thẳng tắp từ đầu tới cuối thì bình thường nó không có gì xảy ra cả, nhưng có những cái khu vực lề đường không ổn định, nó sẽ có rất là dễ có những cái đá đất xảy ra và chúng ta có thể đi vào đó thì nó nguy hiểm. Chúc mừng, 1 điểm dành cho Minh Tú. Tiếp tục, và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Dễ ẹt luôn nè, bấm nè, bấm. Vẫn chậm nha. Mời Kiều Anh. Báo hiệu sắp tới mùa đông hả? Không. Không. 5, 4, 3, 2, 1, hết thời gian. Mời Minh Tú. Theo em nghĩ đây là biển báo hiệu sắp có chỗ để nghỉ ngơi. Sắp có chỗ để nghỉ ngơi à? Và đây là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Nó đơn giản như vậy luôn Kiều Anh. 1 điểm cho Minh Tú. Biển báo tiếp theo. Mời Kiều Anh. Lúc nào cũng vậy, lúc nào bấm xong cái không biết. Bấm xong cái không biết. Thì mình phân tích đi. À, đây là đường dành cho xe tải. Đây là một đáp án. Báo hiệu dành ưu tiên cho xe tải, kiểu vậy. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Sao lúc này chậm rãi vậy? Dạ, tại sợ thua nữa đó. Nên chậm rãi. Đúng nghĩa, biển báo dành cho làn đường của xe ô tô tải. 1 điểm dành cho Kiều Anh. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Tú, hãy khẳng định mình bấm được, mình trả lời đúng cho các anh chị em xem. Đây là một cái biển báo mà em đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Thì theo em nhớ không nhầm thì nó là biển báo có một khu vực ở đó để chúng ta quay đầu. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Thank you. 1 điểm dành cho em. Chúc mừng. Samita. Đây là biển báo khu vực quay xe dành cho những cái tuyến đường mà đôi khi mà chúng ta có thể nha. Tại vì theo kinh nghiệm của Minh Xù lái xe, Minh Xù biết là có những cái tuyến đường có con lương á, mặc dù nó cắt ra nhưng mình không được quay đầu xe. Phải đến đúng cái điểm mà nó có cái biển báo này thì mới được quay đầu xe vòng lại con lương đó chẳng hạn. 1 điểm dành cho Minh Tú. Và chúng ta còn lại 3 biển báo, cố lên nhé. Xin mời. Trời ơi, biển báo cho điểm. Mời Kiều Anh. Cái này nó dễ lắm nè. Mà em quên. Tự nhiên em quên. Vé nhường đi. Biển báo cấm đi ngược chiều. Chính xác, chúc mừng. Biển báo cấm đi ngược chiều. Biển báo này thường xuyên thấy trên đường phố của chúng ta, đúng không ạ? Xin mời biển báo tiếp theo. Mời Kiều Anh. Biển báo là biển báo cấm xe ô tô kéo móc. Chính xác, chúc mừng. Xin mời biển báo. Mời Oanh. Biển báo cấm trọng lượng trên. 3, 2, 1. Hết thời gian, rất tiếc. Mời Minh Tú. Biển báo cấm xe mà chở quá trọng lượng trên 7 tấn. Cấm xe chở quá trọng lượng trên 7 tấn. Đây là một đáp án cũng chưa chính xác luôn. Đây là biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe. Vậy là chúng ta đã khép lại lượt thứ 2 của hai nghệ sĩ tại đây. Và điểm số như sau. Minh Tú ơi, em được 4 điểm, chúc mừng. Mặc dù bấm rất là hời hợt nha em nha, nhưng mà đã cướp điểm từ Kiều Anh nha. Và Kiều Anh, bạn có số điểm là 5 điểm, chúc mừng. Thôi bây giờ mình về mình cộng điểm xem là tổng số điểm của đội mình bao nhiêu điểm nha. Xin mời. Bên đây thì mới có 2 điểm đầu tiên của Nhật Hạ thôi, cho nên là 4 điểm nữa của Minh Tú cộng vô thì các bạn hiện tại đang có 6 điểm dành cho đội Thích Thì Đi. Còn đội Chuyến Xe Miền Tây, các bạn đang có 13 điểm, chúc mừng. Quý vị thân mến, cái vòng thi đầu tiên này Minh Xù rất là thích. Tuy là khởi động thôi nhưng mà chúng ta đã học được rất là nhiều biển báo hoàn toàn khác nhau. Biết đâu được trên đường đời tấp nập ta vô tình ngã sập vô cái biển báo đó trên đường thì sao, đúng không ạ? Mọi người hãy lưu ý nó mà đi cho an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ hai đội chơi thân mến, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau chặt chẽ hơn, mạnh mẽ hơn để kết hợp với vòng thi đấu thứ 2 được mang tên Hợp Sức. Thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng thi đấu thứ 2 của chương trình Về Nhà Đi Anh mang tên gọi Hợp Sức. Luật chơi vòng 2 Hợp Sức trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng 1 sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Và chương trình một lần nữa mở ra cho chúng ta nhiều kiến thức về an toàn giao thông. Ngày hôm nay, bức sa hình đầu tiên sẽ như thế nào? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Các bạn thấy hiện nay ở trên màn hình LED đang có 2 chiếc xe ô tô A và B với 2 hướng đi hoàn toàn khác nhau, kèm theo đó là một cái biển báo. Và câu hỏi của chương trình là xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? Chưa hết mà. Chưa hết. Bên đây được trả lời. Chưa hết. Theo như em nhớ không lầm thì cái xe đây là một xe đang đi lên dốc và một xe đang đi xuống dốc. Vậy nên là cái xe mà đang đi xuống dốc là phải nhường cho cái xe đi lên dốc. Đúng rồi, có biển báo là phía trước là dốc 10%. Thì tức là xe B này đang lên dốc thì xe A phải nhường cho xe B. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. 2 điểm đầu tiên thuộc về đội Thích Thì Đi. Và theo điều 1B khoảng 2 điều 17 luật giao thông đường bộ quy định xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc. Và với cái biển báo mà các bạn đã thấy trên màn hình LED thì xe A đang xuống dốc, xe B đang lên dốc, cho nên xe A phải nhường đường cho xe B. Và thử thách đầu tiên ở bức sa hình thứ nhất này không làm khó các bạn. Và bây giờ sẽ là bức sa hình số 2. Xin mời các bạn cứ hình dung trước mặt các bạn đây là xe ô tô của mình. Trong tình huống này, để tránh chiếc xe đã bị tai nạn ở trên đường, người lái xe phải làm gì? Là xe chứ chưa có hết. Là xe của mình ở đây. Mời đội chuyến xe miền Tây trả lời. Theo mình thì trước tiên á, là mình phải quan sát bên trái bên phải phía trước phía sau, sau đó mình sẽ bấm còi vậy đó để mình vượt qua xe đó. Phải có tín hiệu vượt nữa. Đây là một sự phân tích mà mình thường nghĩ rằng là cũng khá là kỹ lưỡng, đúng không? Đối với tất cả chúng ta luôn, không chỉ là cái xe này, xe ô tô mà là xe gắn máy cũng như vậy luôn. Khi mà gặp phải trường hợp này thì chúng ta vẫn phải quan sát trước và sau để xem có an toàn để chúng ta có thể vượt lên phía trước hay không. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng, 2 điểm thuộc về đội chuyến xe miền Tây. Và bây giờ sẽ là bức xạ hình thứ 3. Nhiều xe phết nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc xe, 1, 2, 3, 4 biển báo và 1, 2, 3, 4, 5 hướng đi. Liệu rằng câu hỏi của chương trình sẽ như thế nào? Trong bức xạ hình gợi ý của chương trình, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Nhật Hạ. Xe mô tô đang đi sai vô làn đường của xe ô tô, còn xe ô tô thì lại đi vô làn đường của xe mô tô. Như vậy là trong này là có 2 xe sai là xe ô tô và xe mô tô. Đó là xe C và xe E. E và xe C. Đây là một đáp án rất chính xác. Chúc mừng các bạn. Bởi vì nó hơi đánh đố ở cái biển báo màu xanh phía trên, đúng không? Là chúng ta có 4 làn đường, 1, 2, 3 và 4. 2 cái làn đường sai của 2 chiếc xe này nó đang đảo ngược lại với nhau. Cho nên xe mô tô C và xe ô tô E là 2 xe vi phạm luật giao thông. 2 điểm thuộc về đội thích thì đi. Vòng này nói có vẻ hơi phức tạp nhưng nó rất đơn giản, đúng rồi, chỉ cần phân tích kỹ lưỡng chi tiết mà thôi. Xin mời bức xạ hình tiếp theo. Các bạn hãy nhìn kỹ tín hiệu đèn xi nhan. Câu hỏi của chương trình là xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? Trả lời đi anh. Em dành vậy thôi à. Một cái là xi nhan phải, còn một cái là xi nhan trái. Thì em nghĩ là A phải nhường cho xe B. Xe A phải nhường cho xe B. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời đội chuyến xe miền Tây trả lời. Theo mình thì ở đây là xe B phải nhường đường cho xe A, vì chiếc xe A đang vượt hơn chiếc xe B, nhưng mà có bật xi nhan ở bên trái là nó đang muốn đi qua làn đường bên đây, nên là xe B phải nhường đường để cho xe A đi lên. Hoàn toàn hợp lý. Chúc mừng các bạn, 2 điểm. Bởi vì xe A đang đi trên hơn so với xe B rồi, cho nên là được quyền đi trước. Và xe B đang ở phía sau phải nhìn thấy tín hiệu ở xe phía trước và phải nhường đường cho xe phía trước. 2 điểm nữa dành cho đội chuyến xe miền Tây. Chúng ta chỉ còn lại một bức xạ hình nữa mà thôi. Xin mời. Rất nhiều hướng nhưng các bạn lưu ý vào biển báo. Câu hỏi của chương trình như sau. Người điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông hết? Mời Tùng. Đội mình xin trả lời là xe đang đi theo một cái ngã thì ở phía bên số 4 á, là nó đang cấm quẹo phải, nên là mình không được đi đường số 4. Và ở số 3 là đường cấm đi ngược chiều, nên là không được đi số 3. Chỉ còn lại là số 1 và số 2 là không có biển báo cấm, nên là chúng ta sẽ đi theo số 1 và số 2. Chúc mừng, 2 điểm nữa thuộc về các bạn. Vâng ạ, với việc trả lời 3 câu đúng cộng với bao nhiêu điểm ở vòng trước ấy nhỉ? 13. 13 cộng 6 là 19 điểm. Chúc mừng. Hiện nay đội thích thì đi các bạn có 2 câu đúng được 4 điểm trong vòng này, cộng với số điểm 6 là 10 điểm cho các bạn. Xin được chúc mừng 2 đội chơi ngày hôm nay. Đây là số điểm tạm thời thôi. Chúng ta vẫn còn một vòng thi đấu thứ 3 nữa dành cho đội chơi chiến thắng. Chiến thắng sẽ có cơ hội bước vào vòng trong cuối cùng mang về 50 triệu đồng. Cố gắng lên nhé. Và bây giờ vòng 3 của chúng ta sẽ được bắt đầu với tên gọi vượt chướng ngại vật. Quý vị thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ 3 mang tên vượt chướng ngại vật. Luật chơi vòng 3 vượt chướng ngại vật. 2 thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Chúng ta sẽ vượt chướng ngại vật như thế nào đây? Luật chơi rất là đơn giản, nhưng chơi rồi mới thấy thử thách như sau. Đây, chúng ta sẽ có rất là nhiều quả bóng màu sắc hoàn toàn khác nhau ở đây. Các bạn phải thực hiện thử thách bằng cách không được mang giày, chúng ta phải mang chân trần. Sau đó vượt qua, đây là cái gờ cản của chương trình. Bước đầu tiên các bạn sẽ phải dùng cái bàn chân của mình nha. Vừa đi trên thảm gai mà các bạn vừa phải di chuyển quả banh sao cho không được chạm vào những trái trâu này. Và từ vạch xuất phát ở đây, các bạn dùng lực sút làm sao cho ngã. Đó, Minh Xù đá nhẹ thôi nhưng mà các bạn được quyền đá mạnh hơn. Làm sao cho ngã hết những quả bowling của chúng tôi đặt ở phía trước. Nếu như đội nào làm ngã được hết những quả bowling trước trong thời gian sớm hơn, đội đó sẽ có 10 điểm trong vòng thi đấu này. Đây là một cái phần thi mà em thấy là em sẽ ghi điểm rất là cao vì đây là thế mạnh của em. Bởi vì từ trước đến giờ em chuyên đá, em rất thích đá bóng, em rất tự tin vào cái phần thi này. Rồi, cho Minh Xù hỏi nè, với cái thử thách lần này đó, để mà mường tượng thông qua cái việc là chúng ta di chuyển về giao thông ở trên đường á, thì Hạ, em thấy như thế nào? Chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Em nghĩ là nhìn như thế này thì em nghĩ là thứ nhất là thấy có chướng ngại vật rồi nè. Chướng ngại vật là chúng ta nên đi tới chướng ngại vật thì chúng ta phải đi chậm, giảm tốc độ, chính xác, và không nên lạng lách đánh võng. Đúng rồi, nên đi một đường thẳng. Không biết là với chia sẻ đó có gây khó khăn và áp lực cho đội còn lại bên này hay không ạ? Thì cái này thì theo mình nghĩ thì chúng ta phải đi trên một cái đoạn đường và chúng ta phải giảm tốc độ và tăng tốc độ phù hợp với từng đoạn đường để chúng ta không thể để xảy ra tai nạn khi trên đường đó, đi trên đường đó. Yeah. Các bạn trước khi chơi mà có quá nhiều thông điệp rồi. Bây giờ Minh Xù nghĩ rằng các bạn hoàn toàn tự tin để tham gia trò chơi này, với điều kiện phải quảnh tù xì để xác định đội nào thi trước, đúng không ạ? Xin mời. 1, 2, 3. Cái búa. Ủa, thắng là chơi trước hay chơi sau? Được quyền quyết định. Em nghĩ là thôi mình chơi sau. Thôi mình chơi sau đi, cho đội bên đây chơi trước. Xin mời Minh Tú và Nhật Hạ chúng ta về vị trí. Vậy là đội thích thì đi sẽ là đội chơi thi trước. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và bây giờ thời gian chuẩn bị 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, không làm lại. Nhẹ thôi Hạ ơi, Tú chơi xong rồi tới lượt em luôn cũng được. Đó, đúng rồi Tú, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Cúi người xuống, không được đụng trái trâu nào cả. Và sút đi. Rồi xong, Phạm Huy chưa được tính. Tại vì lúc mà qua vạch mà em sút rồi. Lại thì về, lại lên, về đi. Hạ đi em. Đúng rồi, từ từ. Đấy, Phạm Huy luôn, về luôn. Bỏ banh đi. Sút. Một quả thôi, về, lẹ. Rồi, Tú ơi, lượt cuối luôn Tú ơi. Chuẩn bị bắt đầu, 3. Yeah. Nhật Hạ không cần phải di chuyển nữa bởi vì thời gian đang dừng lại ở 3 phút lẻ 9 giây dành cho lượt đầu tiên đến từ đội thích thì đi. Chúc mừng. Rồi, đổi lượt. Mời các bạn. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Và thời gian dừng lại ở 3 phút lẻ 4 giây. Một cú chiến thắng ngạc nhiên đúng không ạ? Và 10 điểm mà chúng tôi mong muốn dành tặng cho đội chiến thắng trong vòng này đã thuộc về đội Chuyến Xe Miền Tây. Vậy là ngày hôm nay đội chơi chiến thắng đã thuộc về Chuyến Xe Miền Tây. Chúc mừng các bạn. Tổng số điểm của đội chiến thắng ngày hôm nay rất cao, gần như là tuyệt đối, 29 điểm. Chúc mừng. Tuy là ngày hôm nay chưa chiến thắng thì nhà mình muốn nói gì với nhà bên đây không ạ? Chúc mừng cái đã đúng không anh? Chúc mừng. Trước kia là chúc mừng đã. Rất là may mắn không nói, nhưng mà thực sự là bên đội những chuyến xe miền Tây có một anh Tùng rất là cừ. Kiến thức của anh thực sự là em rất là ngưỡng mộ. Cao Tú, hôm nay em ngoài việc là đẹp trai rồi duyên dáng dễ thương thì có học được kinh nghiệm gì với luật giao thông hay không ạ? Trước tiên thì em chỉ muốn nói một điều là xin gửi lời cảm ơn đến chương trình đã lựa chọn bọn em đến đây để bọn em có thể học hỏi thêm được rất là nhiều kiến thức. Thực sự là đến khi mà tham gia chương trình này thì bọn em mới nhận thấy rằng là bọn em còn thiếu sót rất là nhiều về liên quan đến cái luật an toàn giao thông. Và cũng xin chúc mừng đội giành chiến thắng và mong các bạn sẽ tiếp tục tự tin, quyết đoán hơn trong vòng thi tới. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã đến với chương trình tuần này. Tuy là chúng ta không có cơ hội bước vào vòng trong, nhưng các bạn sẽ ra về với rất nhiều niềm vui ngày hôm nay. Và đặc biệt hãy chờ đợi xem nhé, đội chơi Chuyến Xe Miền Tây có mang về 50 triệu đồng hay không. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi đấu cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến ơi, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và đây là những giây phút cuối cùng mà chúng ta sẽ quyết định có trao 50 triệu đồng dành cho đội may mắn chiến thắng ở 3 vòng thi trước hay không. Đó chính là đội Chuyến Xe Miền Tây. Luật chơi tại vòng này rất đơn giản như thế này. Luật chơi vòng 4 Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm nha, để xem các bạn sẽ rơi vào gói câu hỏi gì. Không biết là các bạn muốn ra cái gì? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Rồi. Bộ câu hỏi tự luận. Bộ câu hỏi tự luận. Có vẻ khi mà tất cả các bạn nào tham gia chương trình này bóc phải cái này cũng hơi quéo nhẹ. Tự tin lên nào. Ok, thôi thì mình sẽ cố gắng thôi nha. Và bây giờ mời các bạn hãy nhìn lên màn hình theo dõi xem chiếc xe của chúng ta sẽ dừng lại ở cột mốc nào. Xin mời. Đây, xe đã to lên rồi. Cột mốc 1 triệu, 3 triệu. Và tiếp theo tùy thuộc vào sự trả lời đúng của các bạn nha. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Nghe thật là kỹ nha. 3, 2, 1. Bắt đầu. Người đi bộ phải đi trên hè phố hoặc lề đường. Nếu trong trường hợp đường không có hè phố lề đường thì người đi bộ phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Đúng vạch. Đi sát bên lề phải. Chính xác, sát mép đường bên lề phải. Câu hỏi số 2 như sau. Mũi tên màu đỏ của đèn tín hiệu phụ được bật sáng cùng lúc với tín hiệu đèn chính màu xanh thì phương tiện giao thông phải đi như thế nào? Phương tiện giao thông phải dừng lại. Chưa chính xác, phải theo tín hiệu màu xanh. Câu hỏi số 3. Hình tròn, nền xanh, hình vẽ màu trắng là đặc điểm của biển báo chỉ dẫn. Đúng hay sai? Sai. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Hãy kể tên 4 điều không được phép khi đang lưu thông trên đường cao tốc. Bỏ qua. Tiếp tục. Đường trong phạm vi địa hình hành chính nội thành, nội thị được gọi là gì? Đường phố. Chưa chính xác, đường đô thị. Câu hỏi số 6. Đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân được gọi là đường gì? Đường ưu tiên. Đường chuyên dùng mới đúng. Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu, vượt cùng mức với đường sắt? Bỏ qua, không được vượt. Câu hỏi tiếp theo. Hoạt động tuần tra kiểm tra hàng ngày để theo dõi tình hình thực hiện phương pháp tổ chức giao thông, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc của đơn vị khai thác, bảo trì và cá nhân thuộc đơn vị này khi được giao nhiệm vụ gọi là gì? Bỏ qua. Trong khu dân cư những nơi nào người lái xe được phép quay đầu xe? Nơi có biển báo. Nơi có biển báo, chính xác. Giải phân cách có bao nhiêu loại? Kể tên. Giải cố định và không cố định. Chính xác, 2 loại. Và chúng ta đã đọc hết 10 câu hỏi và các bạn đang dừng lại ở cột mốc là 10 triệu đồng. Xin được chúc mừng các bạn. Thật sự cũng hơi khó khăn đúng không? Bản thân Minh Xù khi đọc phải những câu hỏi này thì cũng nghĩ là rất là mới đối với mình. Nhưng mà các bạn cũng đã rất là xuất sắc. Xin được chúc mừng một lần nữa 10 triệu. Chia sẻ cảm xúc một tí xíu nha. Qua cái dòng này thì mình thấy là kiến thức nó rất là rộng. Về luật giao thông thì chúng ta phải hiểu từng nội dung, từng chi tiết thì chúng ta mới trả lời được chính xác những cái nội dung của câu hỏi này. Thật ra là để hiểu rõ về luật an toàn giao thông thì mình phải tìm hiểu từ từ là đúng rồi. Kiến thức thì nó lúc nào cũng là sâu rộng rồi, là mình phải tìm hiểu, nhưng mà nói nôm na là phải chú ý một chút xíu khi tham gia giao thông. Và khi các bạn đã lựa chọn một phương tiện giao thông nào tham gia trên đường rồi, xe đạp chẳng hạn, xe 2 bánh chẳng hạn, hay là xe 3 bánh, 4 bánh thì các bạn nên tìm hiểu thật là kỹ luật về cái loại phương tiện đó để chúng ta có thể bảo đảm an toàn cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh quý vị nhé. Ngày hôm nay các bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được 10 triệu đồng của chương trình. Chúc đây là phần thưởng dành cho các bạn 10 triệu đồng. Wow. Về làm gì làm nha. Nhưng nếu mà có tham gia giao thông thì hãy nhớ an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người và mọi nhà. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta sẽ phải khép lại tuần này tại đây. Đừng quên mở TV vào lúc 21h15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Xù xin chào và hẹn gặp lại.